Chào các bạn, tôi là Bùi Thế Tâm. Trong video này tôi sẽ trình bày về cách giải cái phương trình bậc 3 một ẩn tổng quát. Thì nội dung của cái bài toán này như này. Trong đại số một cái hàm bậc 3 là cái hàm mà có dạng AX thì lập phương cộng BX bình phương cộng CX cộng D, mà trong đó A là một số khác không, cái số A là số khác không. Khi mà chúng ta đặt cái fx bằng 0 ấy, thì nó sinh ra một cái hàm, một cái phương trình bậc 3 dạng như này. Ax thì lập phương cộng b thì bình phương cộng c cộng d bằng 0. Thì lời giải của cái phương trình này đấy, được gọi là nghiệm của cái đa thức fx. Nếu tất cả các hệ số a b c d đấy, của cái phương trình bậc 3 này đều là số thực cả, thì nó có ít nhất là một nghiệm thực, một nghiệm thực. Thì điều này cũng đúng đối với tất cả các cái đa thức mà bậc lẻ. Đấy, tất cả các nghiệm của cái phương trình bậc 3 ấy, thì có thể tìm được bằng các cái công thức đại số, bằng các biểu thức đại số. Thì cụ thể là như này, thuật toán như này. Đầu tiên là chúng ta tính delta bằng b bình phương trừ 3c, sau tính cái hệ số k. Như thế này, tính hệ số k này khi mà cái delta này nó khác không này, thì chúng ta mới tính được k. Đấy. Thì ở đây nó có cái ở đây sau đó phân trường hợp này delta dương. Nếu delta dương thì chúng ta lại phân ra hai trường hợp là trị tuyệt đối của k nhỏ hơn bằng 1, thì phương trình có ba cái nghiệm thực. Đấy, công thức là như này. Đây là arccos, đây là hàm arccos, arccos của k, arccos của k. Đấy, thế đây là các hệ số ba rồi căn delta ở đây. Đấy, x1 tính theo công thức này, x2 này, x3 này. Còn nếu trị tuyệt đối của k lớn hơn 1 thì phương trình có một nghiệm thực duy nhất là cái nghiệm này. Đây là nghiệm này. Thế bây giờ nếu mà delta bằng 0 thì sao? Delta bằng 0 thì nó có nghiệm 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 bội là cái nghiệm này. Nghiệm này. Thế nếu delta bằng âm thì có một cái nghiệm thực duy nhất là cái nghiệm này. Nghiệm này có công thức tính ở ngoài. Sau vào chương trình chúng ta sẽ tính. Thế bây giờ trong chương trình thì như này. Thì ở G cuối chúng ta sẽ lập một cái chương trình mà tính các cái ví dụ cụ thể như này. Đây là với a bằng 2, b bằng trừ 3, c bằng trừ 3, d bằng 2, thì cái delta tính được 27, k bằng 0, và chúng ta có được ba cái nghiệm như thế này. Đấy. Thì cái trường hợp và hai cái đầu này tức là delta dương này, ba cái đầu là delta dương này, hai cái sau là delta bằng 0 và hai cái sau nữa là delta bị âm. Đấy. Thì chúng ta sẽ giải các cái ví dụ này với hệ số a b c d cho ở trong cái khung màu vàng này. Thế bây giờ chúng ta xét cái project về hàm bậc 3 như thế này. Thì đầu tiên đầu đầu tiên là chúng ta khai là cái phải có cái CMAT, rồi cái hàm rồi cái số pi ta định nghĩa là cái số này. Rồi chúng ta cái hàm là cái hàm 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 lập phương hàm fx thì người ta lập cái hàm cubic như này, với các hệ số a b c d cho trước và một cái biến x thì một cái biến x thì là cái giá trị đưa vào hàm, thì chúng ta return là a x thì lập phương cộng b x thì bình phương cộng c cộng d. Thì đây là tính giá trị của hàm với cái đối số là x đưa vào. Thế bây giờ cái thủ tục của chúng ta, thủ tục tính 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 các nghiệm ấy, thì chúng ta ở trong cái là equation 3, tức là cái phương trình bậc 3, thì ở đây cho bốn cái hệ số a b c d vào. Thì bây giờ ta sẽ tính lần lượt theo cái công thức ấy. Thế cuối cái hàm main ấy, thì chúng ta vào ba số a b c d vào từ bàn phím, sau gọi cái phương trình bậc 3 a b c d thì nó sẽ in ra nghiệm và nó tính các cái trường hợp. Thì theo cái thuật toán trên ấy, thì ta sẽ làm như này. Ở đây chúng ta khai các cái biến cần dùng này.
Delta là tính cái delta, căn delta nó viết tắt là căn của cái D này. Đấy. Các cái biến x1, x2, x3 là cái nghiệm, k là cái hằng số k, thế t1, t2, t3 là trung gian. Thế cái này TR là phân trường hợp. Thế bây giờ này, delta tính bằng b bình phương trừ 3ac. Đấy. Là theo công thức này. Theo công thức này, b bình phương bằng delta bằng b bình phương trừ ac. Thế xong chúng ta in delta ra. Chúng ta phân ra trường hợp nếu mà delta mà dương thì là trường hợp 1. Thì chúng ta tính cái căn delta này. Tính căn delta. Thế ngược lại, nếu mà bằng 0, bằng 0 ở đây ta phải dùng cái hàm trị tuyệt đối của delta nhỏ hơn 0.001. Đó. Thì nếu mà delta mà bằng 0 đấy, thì trường hợp 2 mà ngược lại delta âm thì là trường hợp 3. Thế bây giờ switch trường hợp này, nó trường hợp 1 delta dương. Đấy, trường hợp 1 delta dương thì chúng ta sẽ làm như thế này. Trường hợp 1 thì ta tính k. K ở đây nhé. K ở đây nó bằng cái này. K nó bằng cái tử này chia cho cái mẫu. Cái tử tử bây giờ cho T1, mẫu là T2. 9 ABC này. Chúng ta lắp đúng công thức cái thôi. 9 ABC trừ đi 2B lập phương 27A bình phương D. Thế mẫu là 2 lần. Đấy. Hai lần trị tuyệt đối của delta này. Đấy, trị tuyệt đối là delta xong mũ 3/2. Cái này là mũ 3/2, 2 nhân với mũ trị tuyệt đối của delta mũ 3/2. Đấy, thì chúng ta được sau k bằng t1 chia t2 in k ra. Thế bây giờ phân trường hợp này. Phân trường hợp nếu k trị tuyệt đối của k nhỏ hơn nó bằng 1 thì ba cái nghiệm này. Thì ba nghiệm này thì viết viết như vậy thôi. Nếu k nhỏ hơn 1 thì x1 bằng cái này, thì viết ra này, x2 bằng cái này, x3 bằng cái này, là viết theo công thức. Thế sau đó ta in là phương trình có nghiệm x1 bằng cái này, x2 bằng cái này, x3 bằng cái này. Sau chúng ta kiểm tra sự thỏa mãn của phương trình thì chúng ta thay x1 bằng hàm f x1 vào hàng F này, gọi cái hàm cubic ABCD x1. Đấy, x2 vào này, x3 vào. Đấy. Thế như vậy là như vậy là bây giờ tôi sẽ chạy cái bài này. Đấy, chạy cái bài này, cái trường hợp mà k nó nhỏ hơn bằng 0. Thì trước tiên là trước tiên chúng ta dịch đã. Đã dịch như vậy là thông nhé. Thế bây giờ ta chạy cái trường hợp ấy, trường hợp delta dương. Đấy. Trường hợp delta dương, ví dụ như là 2 này, a bằng 2, b bằng trừ 3, đấy. C bằng trừ 3, đấy. D bằng 2. Thế thì delta của chúng ta bằng 27, k của nó bằng 0. K bằng 0 thì như vậy là k bằng 0. Như vậy nó thỏa mãn là trị tuyệt đối của k nhỏ hơn hoặc bằng 1. Thì nó có ba nghiệm phân biệt là này. Ba nghiệm phân biệt tính x1. X1 bằng 2, x2 bằng 0,5 và x3 bằng trừ 1. Và chúng ta lúc đó thay vào phương trình. Thay x1 vào phương trình thì tính là f của x1 là bằng 0. Thay x2 vào đường f, x2 nó bằng là 3.7 này nhân với 10 lũy thừa trừ 14. 10 lũy thừa trừ 14 tức là trong máy tính là nó biểu diễn là số 0 là xấp xỉ số 0, thì ở đây đây nó đến là đến 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 10 mũ trừ 14 là số 0 rồi. Thế còn x3 là trừ 3 này nhân với 10 lũy thừa trừ 14 là số rất nhỏ rồi. Đấy, như vậy là cả ba cái nghiệm này đều thỏa mãn cái phương trình. Đây chúng ta có kiểm tra lại. Đấy, kiểm tra lại. Thế thế.
Thế bây giờ sang đến cái trường hợp thứ hai này. Trường hợp thứ hai là trường hợp mà k chỉ tuyệt đối ở k lớn hơn 1. Đấy, thì ta có nghiệm là cái này. Nghiệm là cái này ở đây gọi là có căn 3. Đấy, căn 3 ở đây là nó sẽ lỉnh kỉnh. Đấy, căn 3 ở đây là khó xử lý. Thế trường hợp tiếp theo này. Đây. Trường hợp trị tuyệt đối k lớn hơn 1 thì ta tính tính T1. T1 là căn của delta nhân với trị tuyệt đối k chia cho 3 ak này. Thế còn cái T2 nó là trị tuyệt đối k cộng với căn bậc 2 k bình phương trừ 1 là sau mũ 1/3. Còn T2 nó là cái này, mũ 1/3. Thế ở đây T2 nó bằng trị tuyệt đối này của k này cộng với căn của k bình phương trừ 1 sau mũ 1/3 này. T3 nó là cái trị tuyệt đối ở k này trừ đi căn bậc 2 k bình phương trừ 1 mũ 1/3. Thế sau x trừ 1 bằng T1 này nhân với T2 cộng T3 trừ đi 3 b trên 3 a thì nó chính là cái này. Cái này là T1 này, cái này là T2 này nhân với T2 cộng với T3 thì trừ chia cho b trên 3 a. Thế như vậy là chúng ta đã cái trường hợp thứ thứ hai này. Đấy, trường hợp thứ hai này tức là tức là cái trị tuyệt đối ở k lớn hơn 1. Đấy, trị tuyệt đối ở k lớn hơn 1. Thế bây giờ ta xét cái ví dụ như này. Xét ví dụ như này. Delta của dương và bây giờ chạy tiếp này. Bây giờ 7 này, 8 này, C là 2 này, D là 9. Đấy. Thì ở trường hợp này của chúng ta delta dương này. Nhưng K trị tuyệt đối của K lớn hơn 1 này, trừ 57 trị tuyệt đối là 57 phải mấy này. Đấy. Thế T1, T2, T3 tính được. Và x xì của chúng ta là như này. Đấy, nó có một cái nghiệm thực duy nhất là x thì bằng trừ 1 như thế này. Và chúng ta cũng kiểm tra xem là cái f x này tại cái giá trị x thì bằng trừ 1,5 bằng bao nhiêu. Đây nó cũng bằng 10 lũy thừa trừ 4 này nhân với 10 lũy thừa trừ 14. Tức là nó là số 0. Nó là số 0. Thì như vậy là cái là nó cũng cái trường hợp của chúng ta đây là cái trường hợp delta dương và cái trị tuyệt đối k lớn 1 là chạy là hoàn toàn đúng. Thế bây giờ đến cái trường hợp delta bằng 0. Delta bằng 0 thì chúng ta tính cái công thức này. Đấy. Thì nó có nghiệm mà bội là x xì bằng trừ b căn bằng 3 này. Căn bằng 3 của này thôi chia 3. Thế bây giờ riêng cái căn bằng 3 này chúng ta tính như thế nào. Đấy. Thì bây giờ b lập phương này. Chúng ta tính T1 nhá bằng b lập phương trừ 27a bình phương d, in cái T1 ra. Nhưng mà đây cái căn bậc 3 ấy, nó có cái như thế này. Căn bậc 3 ví dụ là căn bậc 3 của mà nếu ở đây nó âm. Đấy, cái T1 nó âm thì sao? Đấy. Ví dụ ở đây là nó có căn bậc 3. Thế cái T1 mà âm. T1 mà âm thì là chúng ta phải khai dùng cái hàm bao mũ 1/3. Đấy. Cái hàm bao này dùng cái này nhưng mà phải đổi cái âm này thành cái dương, nhưng sau chúng ta được cái căn chúng ta phải trừ đi. Ví dụ như căn bậc 3 của trừ 27. Căn bậc 3 của trừ 27 thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta lấy căn bậc 3 của 27. Đấy, được 33 là 9, 39 27 thì là được 3, nhưng sau ta phải thêm dấu trừ ở ngoài. Đấy, thì mới được căn của bậc 3 của trừ 27. Đấy, cái này là cái mà rất dễ chúng ta bị sai. Thế cho nên ở đây nếu mà t bằng 1 ấy mà lớn hơn bằng 0 thì chúng ta T1 là dương thì ta lấy cái hàm bao này của T1 mũ 1/3 thì nó chạy. Nhưng ngược lại thì ta phải lấy là
cái T1 âm thì phải lấy trừ T1. Đấy, sau đó thì cái căn được bao nhiêu ta lấy trừ đi thì cái T2 nó mới đúng. Đấy, thì T2 nó đúng. Thì như vậy chúng ta sẽ được cái T2 này. Thì T2 sau trừ B cộng với T2 chia 3A này. Đấy, X1 bằng trừ B này cộng T2 chia 3A. Đấy. Thì đấy là trường hợp mà delta bằng 0. Delta bằng 0, ví dụ bây giờ tôi chạy cái delta bằng 0 này. À, delta bằng 0 ví dụ là chạy 1 này trừ 6 12 35 à. Thì ở đây delta của ta bằng 0, rõ ràng T1 của ta âm này, chúng ta không làm như nãy thì là sẽ sai hết. Đấy. Thì sẽ sai, nó không tính được cái này, hàm bao không tính được cái này. Và nghiệm của chúng ta là trừ 1.5. Đấy. Trừ 1.5 à, cái này không tính k à, cái này không tính k nhé. Delta bằng 0 không không tính k. Và chúng ta thử vào cái hàm thì nó đúng là 1 mũi chấm 4 này nhân với 10 lũy thừa trừ 14. Đây là số, đây đây là số rất nhỏ rồi, bằng 0 rồi. Đấy. Thế thì đấy là trường hợp delta bằng 0. Bây giờ delta âm thì sao? Trường hợp delta âm thì ta phải tính k. Đấy, tính k rồi tính T1 này, tính T2 này. À, T1 chia 2 rồi tính k. Cái này thì nó có cái đoạn trường hợp delta dương ta cũng phải tính k, delta âm chúng ta cũng phải tính k. Đấy, như vậy cái này k là tính theo cái công thức này. Đây. Thì công thức này. Thế bây giờ khi có k rồi thì bắt đầu ta mới tính cái này. À, tính cái này cũng tương tự như trên, ta lấy cái này T1 này, cái này T2, cái này T3 này. Thế chúng ta tính T1 này. T1 bằng là căn bậc 2 của trừ delta. Đấy, căn bậc 2 chi tuyệt đối mà. Ở đây delta âm thì là trừ delta, nó là dương thì là SQRT cái này. Thì nó chính là cái chi tuyệt đối này chia cho 3A. Này, chia cho 3A, in cái T1 ra. Thế X3 là bằng cái này. Chúng ta lấy cái này, kiểm nghiệm chúng ta lấy X1. Thế bây giờ ta cái k cộng với k bình phương cộng 1 đấy. Này. Đây, k cộng với k bình phương trừ 1. Ta không sử dụng gì cái biến x3 cả, ta lấy cái này làm trung gian, x3 làm trung gian. Thế như vậy x3 bằng cái này. Nếu x3 mà dương thì t2 bằng căn bậc 2 của x3 mũ 1/3, và ngược lại thì chúng ta là bằng bằng nếu mà nó âm thì chúng ta lấy trừ 3, sau sau lấy cái này mũ 1/3 lên, sau lấy trừ ra ngoài. Đấy. Như vậy ta sẽ tính được cái biểu thức T2 là cái này. T2 là cái biểu thức này. Này, cả cái này k cộng với căn bậc 2 k bình phương 1 1/3. Nhưng mà nếu mà nó dương thì là bình thường, dùng bao bình thường, nhưng nếu âm, nếu mà âm cái số này nếu âm thì ta phải phải dùng bao của cái trừ cái số này đi, mũ 1/3, sau lại lấy kết quả cái trừ đi. Thế tương tự cũng như cái này, x3 bằng cái này. Đấy. Tương tương tự như là sau chúng ta x3 bằng k trừ căn bằng 2k bình phương cộng 1. Nếu x3 dương thì là ta t3 bằng bao của x3 này, ngược lại thì chúng ta phải đổi dấu cái x3 và xong đổi dấu cái kết quả dự thừa, thì sau in x3 ra, in t3 ra, thì cái x1 nó bằng t1 cộng nhân với t2 cộng t3 và trừ b trên 3a, tức là nó theo công thức này, đây công thức này. À, thì như vậy chúng ta được cái x1, chúng ta in x1 ra rồi xong chúng ta thử vào hàm xem nó có đúng không. Đấy, thử vào hàm xem có đúng không. Thế bây giờ chạy một cái ví dụ nữa này. Trong cái trường hợp này delta âm, trường hợp delta âm là ví dụ như này, 4 a bằng 4 này, b bằng 2.25, đấy, cái c bằng 2, d bằng 6. Đấy, thì cái này d của chúng ta âm nhé, k của chúng ta âm này, k của chúng ta âm. Đấy. Thế thì nghiệm của nó là như này, thử cái nghiệm này vào cái phương trình đúng thỏa mãn. Đây là 10 lũy thừa trừ 15, số rất nhỏ, bằng 0. Đấy. Như vậy là chúng ta đã thử tất cả các cái trường hợp của cái bài này, có 4 trường hợp. Đấy, có 4 trường hợp. Và như vậy là
là chúng ta đã chạy hết và tôi giải thích từng lệnh một ở đây rồi. Thế bây giờ tôi dừng lại cái chương trình này cho các bạn có thể là copy cái mật cốt của cái màn hình này. Cái đoạn đầu tôi dừng lại 3 giây này. 1, 2, 3 giây này. Thế bây giờ đến cái trường hợp 1. Đấy, trường hợp delta dương. Đấy, trường hợp delta dương mà k chỉ từ đôi k nhỏ hơn bằng 1 này. 1, 2, 3 giây. Trường hợp tiếp theo là delta dương và f và k lớn hơn chỉ từ đối k lớn hơn 1. 1, 2, 3 giây. Trường hợp delta bằng 0. 1, 2, 3 giây. Trường hợp 3 delta âm. 1, 2, 3 giây. Hamming. 1, 2, 3 giây. Và tôi dừng lại cái phần lý thuyết này cho các bạn có thể là lưu cái phần lý thuyết này. 1, 2, 3 giây. Một, hai, ba giây. Trường hợp hai, ba này. Một, hai, ba giây. Thế các bạn có thể chạy tiếp các ví dụ. Nãy tôi đã chạy bốn cái ví dụ ở đây rồi. Thế bây giờ còn các ví dụ khác các bạn tự chạy. Đấy. Thì kết quả nó ra như thế này thì là đúng. Một, hai, ba giây. Cái video này tôi trình bày đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào các bạn.